Xin chào các bạn, mình Mai Nguyễn đây. Và hôm nay trong clip này thì mình sẽ trồng dâu tây các bạn nhé. Đây, đây là cái luống dâu tây của mình, mời các bạn cùng xem. Đây là những cây dâu tây của mình này, nó đã ra ngó quá trời luôn. Những cái ngó như thế này thì chúng ta phải ươm một bầu đất cho lên mầm mới các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tách nó ra. Đó, đây, đây là quả dâu tây chín này các bạn này. Đó. Dâu tây mềm hơi nhỏ một chút. Mời các bạn cùng theo dõi clip với mình. Bây giờ thì mình sẽ trộn mùn sơ dừa này, phân gà này, phân giun quế và đất lại với nhau. Sau một thời gian
trồng trộn đất về cho vào trong túi này, thì mình đã trồng dâu tây các bạn này. Những cái ngó của nó thì mình sẽ ươm vào đây nhá, cho khoảng 1-2 tháng thì nó sẽ ra quả, 45 ngày thôi.